V4 phải để bức kế V4 chứ. Độ xe đẹp quá. Xíu, tại vì ở Moto 3 là họ đi 2 lon, Moto 2 thì họ đi 1 lon ở một bên thôi. Bạn thấy được không? Cái đường kính của nó rất là to đó bạn. Hello các bạn. Hôm nay mình sẽ đi uống cà phê. Sáng dậy sớm cái không có ai hết trơn. Con ngủ tiếp. Cái anh em chạy ra rất dễ sợ. Thôi đi đi ha, trễ quá. Thì xe mình đã flash. Tiếp tục lần 2. Cho ra cái hộp tối chuẩn nhất, mạnh nhất. Mình sẽ nghỉ bên nha. Khác nhiều lắm. Chế độ racing, video racing chỉ là phù hợp với các bạn chạy xong đó và đi đèo, nhưng mà bù lại nó sẽ giảm một chút cái engine drag, nghĩa là theo bạn không chơi đâu đó, nó vẫn giữ chút ga, nó vẫn xung xăng ngay cái điểm đó. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà các bạn chạy đèo hoặc là cua đi ha, bạn hồng rồi các bạn vô là nó vẫn còn chớm nhiều, còn cái bình thường là bên thòng cái là xe nó là hết rồi. Thì khi mà các bạn chạy như vậy, các bạn thòng như vậy thì nó sẽ khá là, khi mà lên ga lại thì nó sẽ khá là mệt, nó sẽ bị một là nó bị thảy cái xe lên trước, nó bị hít, nó sẽ bị hít một cái, nó hựng một cái rồi nó mới đi. Này là bạn hồng nhưng mà nó vẫn có chút à, nó cũng không nhiều. Mình cũng đang chạy mình làm quen với nó thì thật sự là nó cũng khá là vui. Đó, nó vẫn hồng nhưng mà nó sẽ không hồng hết. Đó, với lại một cái hồng tua nó giảm thì nó giảm theo thôi. Đó. Đó, bạn thấy nó cũng giảm không? Cái này để lát nữa đi ra ngoài kia mình sẽ quay rõ thêm nha. Hiện tại thì hiện tại nó hơi quặn. Đó, có bóng tay lại đó, chịu chưa? Đó. Cái cặp mâm này nó quá chạy các bạn, và mình sẽ phải sơn lại trong tương lai rồi, chạy khá nhiều. Thay vì thắt cặp mâm đi ra nó tốn thì thôi mình đi sơn luôn cho đẹp. Mình sẽ sơn cái màu siêu đen và siêu bóng để mỗi lần rửa xe xong rồi nó phơi. Tính ra tôi sáng tôi dậy sớm á, xong cái giờ thành cái tôi là người đi uống cà phê trễ, tức dễ sự tức. Đây
ha. Giờ mình sẽ thòng mình vô cô bên trái thôi mọi người. Nó ngã xe. Rồi mình lên ga lại liền nè. Rồi lên nè. Đó mày thấy nó không có bị hụt không? Nó không có bị thảy xe lên vậy nè. Nó giảm đi cái đó. Cũng hay. Thì cái này là có một cái tính năng ở trong cái bộ Pre-Tool. Tắt đi cũng được nhưng mà tùy. Rồi để mình chạy mấy hôm. Thấy cũng ok, không thấy nổi. Khá là thú vị. Mình trải nghiệm thôi. V4 phải để bất kế V4 chứ. Hello chị Loan. Hello. Ủa ăn còn kế em vậy nè. Bù á. Kệ em đi. Bù nào? Trời dễ. Anh muốn lên mấy tập cũng được. Trời ơi, sáng dậy không thấy ai hết, tưởng không uống cà phê. Sáng dậy thấy ai. Độ xe đẹp quá.
nữa bạn. Nghe hay quá. Mê quá bạn ơi. Rồi để anh Bảo anh chạy chán chơi. Mình sẽ xin review cho bạn coi nha. Đây quá đẹp. Mình luôn á. Xe chỉ chạy được có giờ này rồi. Tối rồi, hơi ráng nhẹ. Bắt xoài chỗ này nó cũng vui đó nha. Không có địch biên như là mấy lần trước rồi, nó có kiểm soát hơn chút. Nhưng mà đi tour mình cũng tắt nha, chịu không nổi nha, cũng đau lắm. Và mình cũng ngại cho những người chạy gần mình đó, anh em chạy gần mình cũng đau lắm. Wow, nó chắc.
mà review xe này thì tôi kiểu là hello các bạn, hôm nay mình để review một con Mini Freestyle được chọn phong cách S-Pedal. Quạt chưa tắt nha, đóng máy gì đóng máy chứ quạt vẫn quay một chút xíu nữa nó mới ngừng. Đẹp quá các bạn ạ. Giả mang thiệt anh, tiếng bồ nó chắc quá mà cái tiếng xe nó chắc quá anh, nó chắc tiếng á. Tại vì cái đợt trước là anh bảo anh đi cái bồ dưới đây nè, thì cái lon đó là công suất nó chắc chắn là nó sẽ mạnh hơn cái lon này và cái set cổ này, nhưng mà cái âm thanh mang lại phóng khích thì nó lại không bằng. Thì Vinh là Moto 2 các bạn, thì Moto 2 này được làm bởi anh Bu luôn. Thì cái lon Moto 2 này nó nhỏ hơn Moto 3, mình xin lỗi, thì cái Moto 3 nó sẽ nhỏ hơn chút xíu, tại vì ở Moto 3 là họ đi hai lon, Moto 2 thì họ đi một lon ở một bên thôi. Bạn thấy được không, cái đường kính của nó rất là to các bạn, nó to lắm. Rồi bữa mình cũng mới gá lên nhưng mà thật sự là đi không nổi các bạn ơi, nó quá ồn đi. Thì các bạn thấy thành quả của mình. Cái nãy lộn Moto 2, Moto 3, 3, 2, 2, 3 gì luôn. Lộn cái tên lon á, em là 3, cái này 2 mà cứ lộn hoài. 32. Đó thì các bạn thấy là nó sẽ khác chút xíu. Thì con này là cái lon này nó đặc biệt ở cái chỗ là tem kỷ niệm 25 năm luôn. Đó, còn của Vinh chỉ là Moto 3 bình thường thôi, không có kỷ niệm gì hết. Quá đẹp. Khi nguyên buổi rửa xe là rất là sạch sẽ nha. Về chắc ngồi thử đó. Rồi ơi, quá đẹp. Tay trái phải bị lép phòng Rossi luôn các bạn ơi. Bên phải Rossi rồi. Bình dầu đen. Vỗ quá vỗ. Quá đẹp bạn, carbon nó vô. Có những cái món là full nha, cái này là full nè, những cái này full hết. Mình sơ sơ thôi. Show nhiều quá nên biết hết rồi chút.